Đây là thành phố Đà Nẵng nha các bạn. Tôi đang trên chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà. Ở Đà Nẵng thì có ba cái chùa Linh Ứng nha các bạn. Đây là chùa Linh Ứng Bãi Bục thuộc bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Còn một chùa Linh Ứng thứ hai là Ngũ Hành Sơn, cũng thuộc thành phố Đà Nẵng. Và một cái chùa Linh Ứng thứ ba là ở trên khu du lịch Bà Nà Hiêu, cũng thành phố Đà Nẵng luôn nha các bạn. Đây là tượng Phật Bà Quan Âm, nhìn ra biển hướng về thành phố Đà Nẵng, che chở cho dân thành phố Đà Nẵng được an vui và hạnh phúc.
Chốc nha các bạn, đi thẳng thẳng nha. Có gì tao đi tao căng hết rồi. Đỉnh bằng trời nữa vậy. Không, nó gần đây nè, có mấy chục không. Không, trên đó có ông tiên, ông đánh trời. Mình lên mình chụp hình, mình đánh trời, ông chụp hình. Niết bàn này ở quanh mặt này xá lợi của chùa Linh Ứng nha các bạn. Phật Niết Bàn.
xá lợi của chùa Linh Ứng đó chúng ta. Chùa Linh Ứng nhìn xuống thành phố Đà Nẵng nha các bạn. Yeah.